Rồi em xin chào toàn thể quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Thì hôm nay em có về được hai đôi cũ JBL E140 gạch 8 quý vị. Thì dòng cũ này thì đường kính là 40 cm. Từ của nó là từ 220, từ 220 và con là con 100 nha quý vị, con 100. Rất khủng ha. Bãi nó mới về quý vị, rất là đẹp luôn ha. Đấy. Dòng này thì cái mũi của nó là mũi nhôm nha quý vị. Mũi nhôm ha. Mũi mới về chưa có quét bụi luôn quý vị, còn bụi bặm gì còn tùm lum hết. Máy cũ này thì còn tuyệt đẹp nha. À, quý vị nhìn cái nhôm xung quanh nè, nó còn trắng phiếu như thế này là tuyệt vời nha. Còn nó mà đóng đen nó sỉ nó hoang rồi á thì là nó đã cũ rồi, rất ở bên kia nó dùng ấy rồi. Còn cái này quý vị thấy ha, đó đây là cái dòng cũ rời nha quý vị, đấy cũ rời, hàng đóng chuẩn bị đi nha quý vị. Đấy, hàng đóng thì thùng xốp như thế này hết nha quý vị, cứ yên tâm nha. Đó và ở đây thì nó sẽ có hai cặp nha quý vị, hai cặp. Em sẽ cho lên cái chân camera ha. Em sẽ quay cho quý vị xem. Đây. Thì đây quý vị. Có hai cặp ha. Đây. Đây là một cặp. Tất cả là nguyên zin nguyên bản 100% nha quý vị thấy ha. Rất khủng nha quý vị, rất khủng. Rồi thì ở đây đây quý vị thì đây có hai cặp này ha. Thì bây giờ này rất đẹp luôn nha. Đấy, rất đẹp, mấy cái chỗ đen đen này quý vị, mấy chỗ đen đen này mấy chỗ đen đen này nè là nó dính nó dính bẩn ha, không biết nó dính cái gì á, nó dằn nó dính dính bẩn vô mấy chỗ đen đen này, dính bẩn ha chứ không có vấn đề gì hết nha quý vị. Đó nó dính bẩn. Đấy. Thì đôi này thì sẽ là giá 9 triệu rưỡi nha quý vị, 9 triệu rưỡi, 9 triệu rưỡi đôi cũ E140 này. Bên đây thì nói chung là đôi nào thì nó cũng nguyên zin hết quý vị, tình trạng nguyên zin và nó đẹp như nhau hết nha. Đó mũi nhôm đây vậy, mà đôi này thì nó dính nhiều hơn ha, đôi bên kia thì nó dính, nói chung là một vài chỗ dính ít thôi, đôi này thì nó dính nhiều hơn nào quý vị xem nè. Đó không biết nó không biết gì mà nó dính tùm lum vậy đó, nói chung thì đó dính ha, quý vị nhìn kỹ ha, đó dính bẩn thôi chứ không có gì hết. Thì đôi này thì rẻ hơn 500 là giá 9 triệu. Thì quý vị muốn lấy đôi nào thì lấy cũng được hết. Tất cả là nó nguyên zin như nhau hết quý vị. Tất cả là nó nguyên zin như nhau hết ha. Hàng bãi về nguyên zin nguyên bản hết. Đấy. Khủng khiếp ha. 220 từ 220 con trăm thì quá VIP rồi. Đấy, nguyên zin nguyên bản 100%. Rồi. Em xin kết thúc video tại đây. Quý vị nào có nhu cầu thì xin liên hệ với em, và quý vị nhớ đăng ký kênh để theo dõi những cái sản phẩm mới nhất của cửa hàng. Đấy, tất cả các loa thì em đã test hoạt động hoàn hảo và kiểm tra là nguyên zin nguyên bản hết.
đảm bảo 100% để quý vị và các bạn yên tâm sử dụng. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn. Mức giá thì em bao ship, nếu quý vị chuyển khoản đủ cọc COD thì không bao ship, cái đó là quy định từ trước tới giờ rồi nha quý vị. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin cảm ơn.